Actually going to throw it back to our next few segments right here because we've got more messages from our friends around the region. Check this out. Halo Hoggers, Hasya Emerging Market. Salam Hoggers. Saya Padri dari Hog Sumatera Motor Medan Chapter mengucapkan selamat dan sukses untuk acara Hog Virtual Rally. Sampai ketemu di tahun depan dan tetap semangat. Semoga kita tetap bersatu untuk menjadi luar biasa. 안녕하십니까? 대구 챕터 코리아 서찬호입니다. 제게 있어서 호그란 인생의 동반자이자 잊지 못할 많은 추억들을 남겨주는 그런 존재입니다. 호그 활동을 하면서 많은 형들과 동생들과 함께 할리 데이비슨 축제를 참여하고 잊지 못할 추억들을 남기면서 활동해오고 있습니다. 할리 데이비슨은 정말 그 자유와 영혼을 함께 실은 그런 아주 고귀하고 예술적인 그런 면이 있습니다. 앞으로 저는 평생 할리 데이비슨을 쭉 타면서 정말 잊지 못할 추억을 남길 거고요. 특히 호그 활동을 하면서 많은 할리 데이비슨 아이들을 만나서 전과 우정을 돈독히 하면서 행동할 겁니다. 감사합니다. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020, hay còn gọi là năm Covid. Mình tên là Trần Phan Thu Hồng. Tôi là thành viên của Lady of Harley và cũng là thành viên của Hóc Sài Gòn. Từ khi được vào chơi với Hóc Sài Gòn, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, vui tươi hơn và hạnh phúc hơn vì được chơi với những người tốt bụng, vui tính. Được đi khắp cả nước, thậm chí đã cùng nhau qua nước bạn như Campuchia, Thái Lan, đã chinh phục đỉnh Mễ Hồng Sơn huyền thoại. Ở Việt Nam, ngay trong năm Covid-2020 này, xen kẽ đỉnh dịch virus corona, chúng tôi, Hóc Sài Gòn cùng với Hóc Hà Nội, Hóc Đà Nẵng, tạo thành một gia đình ở chung một mái nhà Hóc Việt Nam, đã cùng nhau chinh phục tứ đại đỉnh đèo, nơi đẹp nhất phương Bắc Việt Nam, đã cùng nhau vượt qua những cung đường uốn lượn ven biển miền Trung đẹp tuyệt trần, cùng nhau vượt qua những con đường thẳng tắp đồng bằng sông nước miền Tây, nhìn ngắm những cánh đồng lúa mênh mông, những dãy rừng đước độc đáo chỉ có ở nơi tận cùng của dãy đất hình chữ S của chúng ta, đất mũi Cà Mau Việt Nam. Chúng tôi đã check-in cực Nam sau khi check-in thành công cực Bắc, cực Tây và cực Đông của Tổ quốc mình. Happy New Year 2021! All right, and a Happy New Year right back at you to all our friends from all around the region. Thank you so much for that wonderful, positive and uplifting message. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. สวัสดีครับ สวัสดีครับ 안녕하세요. 안녕하세요. Hello. Hi. Hello. Hey Harley Owners Group Asia. For Harley Davidson Davao in Philippines. From Harley Master Chapter Indonesia. From Sumatra Motor Indonesia. Phuket Chapter from Thailand. Tegu Chapter. Bangkok Chapter. Gwangju Dealer Chapter. Harley Davidson Ilsanjo. Harley Davidson Korea. Harley Davidson Korea Young Chapter. For Harley Manila. Hawk Kuala Lumpur Chapter. First of all, I'd like to send my best regards to all Hawk member across AEM. The biggest issue is coronavirus in this year. Nowadays, we are going through a tough time of COVID-19. Everyone is having a hard time by now, but let's endure the situation. I'm sure a better day will come. So we will also have to keep our distances and also stay safe. And hopefully when everything is back to normal, we might be able to see you guys abroad. Until then, be safe, take care. Feel good feeling, keep it safe, be patient and positive. From all of us here, we all wish you a happy Harley holidays. This year I'm looking forward to ride with you guys and see new faces. Here is to more road, be happy Davidson. So let's ride together. See you soon on the road. See you on the road, united we ride. Happy New Year. I got a real good feeling.